Kính chào quý khán giả đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau. Thì mấy hôm trước Trọng có đưa lên một cái clip trường hợp của chị Hương đang nuôi cháu ngoại tên là Thiên ở bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh đó mọi người. Thì hoàn cảnh của bé thì rất là tội nghiệp. Mẹ bé thì cũng nói chung là sinh bé ra trong một cái trường hợp là không mong muốn. Hiện nay thì cũng không biết ở phương trời nào rồi. Hiện nay ông bà ngoại thì nuôi bé rất là vất vả. Quê miền Trung lũ lụt, bây giờ cũng không có về quê được, mà vô trong Sài Gòn thì cũng không có làm ăn được gì hết á, thì rất là tội nghiệp. Thì sau khi Trọng đưa cái clip đó lên mạng á, thì cũng có một số người rất là quan tâm, và có mấy cái người chị á, họ cũng gom những cái bộ đồ cho bé Thiên. Thì hôm nay Trọng đến trao cho bé Thiên một số đồ để bé Thiên mặc, tại vì thằng nhóc này nó có 2-3 bộ đồ mà mọi người. Mỗi khi mà trời mưa ướt á, là nó chỉ mặc cái tã ở trần thôi, nếu mà phơi đồ không kịp á, rất là tội luôn. Hôm nay nè mọi người thấy trời rất là mưa, mà vô cái khu này thì rất là, mọi người thấy không, vệ sinh thì cũng không có đảm bảo rồi các thứ. Hiện nay mưa nha, Trọng đem đến cho bé một ít đồ, với Trọng cũng cho bé một ít tiền để cho bé uống sữa. Tạm thời thì Trọng thì chỉ lo được cái vấn đề là cho bé một ít tiền uống sữa thôi. Với có một cái bà chị, bà thấy thương, bà cho bé một số đồ để mặc cho nó ấm, cho nó khô. Tại vì hổm gậy mưa á, thì quần áo bé không khô được, thì có lúc bé chỉ mặc cái tã từ sáng đến chiều thôi. Thì bây giờ mà Trọng mời mọi người cùng vào nhà chị Hương để thăm chị cũng như là bé Thiên nha mọi người. Đây là cái đường vào nhà của chị Hương á, quý vị khán giả. Đây là một cái bãi xe thì người ta cũng có làm mấy cái phòng trọ đó. Mọi người thấy cái đường vào nó nhờ ấy lắm, nó ẩm thấp lắm mọi người ơi. Ơi chào con. Chào chị. À, chị em có mấy cái người chị á, hổm mình quay cái clip trước á, thấy bé Thiên tội quá mà không có quần áo mặc. Thì chị có gom một số quần áo mà nói chung là quần áo cũ thôi, của con, của chị với mấy cái người con hàng xóm đó, thì đến để cho bé mặc cái lúc trời mưa này, sợ mà mưa gió này mình phơi đồ không kịp, rồi bé ít đồ quá ở trần, giống như cái hôm bữa thì nó tội quá. Mấy nay tình trạng sức khỏe của bé làm sao chị? Dạ, nó sốt nhiều, nóng lạnh, ho quá trời, giật nữa, bé đi kiếm mua thuốc. À, sáng nghe cậu tới thì không đi á. Dạ. Mấy bữa là cậu đi tới là đi kiếm tiền mua thuốc cho nó đó. Dạ. Kiếm nữa không có tiền phòng, tiền đồ, sáng như ngày trưa, rồi sáng cậu nói trong ngày nay với ngày mai là cậu có tới. Dạ. Mà bây giờ nghe cậu tới thì ở nhà sáng giờ luôn. Dạ. Không đi trời đâu đất đó. Ơi. Không đi đâu hết á. Ủa rồi à, không gầy là mình cũng xin cơm, đi xin cơm ăn hả? Ăn mỗi ngày đó, mới xin được 2 hộp mì cơm chay buổi sáng lên chùa, chiều ra ngoài đây. Dạ. Cứ mỗi ngày sống vậy. Nè đồ mới đó con. Thôi con mặc đồ mới nha. Dạ. Dạ. Thằng bé này mọi người bữa nay thấy nó tươi tỉnh hơn. Bữa cậu tới là nó bệnh. Dạ bữa đó nó hơi nóng. Nó mệt. Khó chịu. Mọi người thấy thằng bé Thiên nó rất là bữa nay nó khỏe lại rồi, nó hơi nó bụ bẩm. Rồi thấy nó thấy có cái bịch đồ nó mừng kìa. Đó, bé thấy có cái bịch đồ của được mấy cái mạnh thường quân, mấy cái bà chị á mà gom cho, thấy nó mừng. Nhiều đây mặc cũng được, nó nhiều lắm đó chị. Mặc dù đồ mà của mấy chị kia thì mặc dù đồ có em bé mặc rồi á, nhưng mà nó cũng ngon á, cũng tốt. Cũng để mấy bộ đồ tốt cũng để dành đi đâu. Dạ. Thì đó mình cứ lựa ra coi cái nào mà tốt tốt thì để đi đâu mặc, còn bình thường thì mặc mấy cái bộ đồ bình thường thôi. Vui không con? Dạ vui. Dạ. Dạ vui. Dạ vui. Vui có đồ mới ha. Ừ. Nó chậm nó biết nói. Dạ. Nó biết câu nào biết câu nấy nói. Còn ở kêu ông bà ngoại không à. Dạ. Ngoại cơm. Từ buổi xin cơm tàn là cơm chay ăn ngon lành luôn. Hồi sáng hồi nãy có hai người cho hai hộp cơm mặn, xé thịt ăn nó không ăn. Ăn cơm rau với nước mắm với xì dầu. À thích ăn chay. Không. Cho mấy ngày nay mưa quá rồi mình có làm gì rồi, có tiền không chị? Dạ cũng ẩm cháu đi kiếm 80.000 đủ đóng tiền phòng tiền sữa. Mình ẩm ra ngoài mình đi xin thôi đúng không? Kiếm đủ lượng trăm rồi. Thường thường thì mình ra ngoài đó mình
Xin ai? Xin những người mà cho cơm á. À, nghĩ là mấy cái người cho cơm của người ta cũng hay, mình nếu mình trình vào hoàn cảnh người ta cũng hay cho ít đỉnh tiền đúng không? Khi ẩm lên chợ Tân Định, đi chợ nào cũng xin á. À. Bữa cậu qua ngày đầu tiên á, lấy thuốc xong mình vô chợ ngồi cũng kiếm được 100 mấy, cũng về đóng tiền phòng mua sữa, chờ ngồi thuốc men, cũng mua thuốc cho cháu uống đó. Cũng sốt, nóng lạnh, giật, sợ mất hồn mới mua thuốc. Bây giờ hiện tại Dũng còn ho, ho mà ho như khỏi. Dạ. Tôi cũng chịu không nổi, cũng sốt lắm. Bây giờ mà chị có ít vốn mình đi bán vé số đỡ ha. Mà không có vốn. Dạ. Xin ước nguyện lại mẹ lên ăn, xin như đó đủ. Phải có chừng 500-700 thì mà vốn được, tại vì em thì cũng chưa có tới ngày có lương đâu, chứ phải ấy thì em cũng giúp đỡ chị được. Đi, thấy tội quá là thấy tội ngày thương ngày nhỏ. Không có tiền đóng tiền phòng, rồi tiền hết 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 tả luôn, hết sữa luôn. Đậu lắm. Dạ, chắc chút em cho chị cái tiền đóng tiền phòng ngày nay đi. Em thì bây giờ cũng kinh tế cũng khó khăn, cũng mưa gió nữa cũng không đi làm gì được á. Bình thường nếu mà rảnh rảnh thì em không có đi hát đi hò thì em có đi chạy xe ôm đâu đó, chạy xe ôm công nghệ rồi cũng có chút đỉnh. Mấy ngày nay mưa gió quá trời chị ơi. Xong một ngày mà kiếm tiền mua sữa mua tả với tiền phòng trên gần 250 ngàn. Gậu mà không no hơi luôn, không ăn cơm được. Rảnh yeah. Cơm là hai ông cháu ăn. Sáng 3 giờ 4 giờ xếp hàng lấy cháo cho nó. Bao ngày sáng á, xếp hàng lấy cháo á. Yeah. Cháo thịt hay là cháo? Cháo người ta cũng nấu cho từ thiện, cũng như lấy. Dạ. Yeah. Nghe cậu nói chạy không ngon, chắc con bữa nay cũng có được mua sữa. Wow. Còn cái tả cuối cùng mà. Dạ, con tả cuối cùng hả? À, khổ, không có tiền. Cậu xin ăn, xây qua cho cậu hình con cả. Đẹp trai quá à. Cười lên cho ngoại chụp. Đây là cái cơm mà chị Hương được người ta cho. Trời, người ta cũng cho cơm gà nè chị. Ờ, xếp hàng cho luôn á. Cơm gà với cơm ốc hả? Cơm ốc. Cơm đủ gà, thứ cơm á. Khi có cơm chay, có bánh mì, có cái gì cũng có, lận hết. Cái gì ai cho lấy vô ăn hết. Dạ. Ngay bệnh viện ung bướu này thì cũng nhiều người ta hay phát cơm. Cơm hả? Dạ. Mỗi khi dắt vô rồi xin chú ý xin cho mình nhóc tiền mua tả mua sữa. Khi người ta có người ta cho, khi người ta không. Dạ đúng rồi, bởi vì đâu phải ai cũng có tiền chứ đâu. Ta phải hỏi trên cái đòn của người ta. Thiệt, ngoại quên. Thiệt. Ông kìa, ông ngoại vô kìa. Tại vì chị biết không, bây giờ em nói thiệt luôn là tại vì bây giờ á, làm từ thiện thì có nhiều người thì cũng nghèo, thì có nhiều hoàn cảnh dữ lắm. Mà cũng trong giai đoạn gần đây chị biết là cũng có nhiều người mà hoàn cảnh họ không phải khó khăn, hoặc là cái kiểu mà cũng khó khăn nhưng mà họ không có chí thú làm ăn. Nên là đôi lúc bây giờ người ta làm từ thiện người ta cũng có cái phần e dè. Cái đó là em thật sự là như vậy. Tại vì cũng có những trường hợp mà mình thấy đúng là họ không phải là họ có tiền, họ nghèo thiệt, nhưng mà họ không có làm ăn, nên là em khi họ chỉ xin đâu nè. Nên là đôi lúc mà những cái người mà họ đi làm từ thiện á, mình cũng thông cảm cho họ. Họ phải tìm hiểu đúng thì họ mới cho. Nói cậu xin tiền cũng bị, nay cũng bị nhiều lần nhục mình, ta chửi luôn. Nhục mình chửi, bị người ta chửi mình luôn, mình cũng ứ nước mắt phải chịu. Xin tại vì mình xin vốn đi bán thôi mà không được. Dạ. Yeah. Xin mấy đồng kiếm đóng tiền phòng mà mua sữa mua tả cho mình đóng sống hẳn là có nhu cầu như đó. Còn mà có vốn đi bán là không bao giờ tay ta xin được vốn rồi tự vượt mình lên. Dạ. Yeah. Làm ăn lên mà không gì hết. Tới ngày có cơm, tới lãnh cơm từ thiện thôi, còn mình kinh giờ mình về mình lãnh cơm từ thiện. Ở quê mình không có bà con thân thiết gì để giúp mình đỡ cái vốn này sao chị? Không, ba má ông mày chết hết rồi. Dòng họ nhà ông này nghèo lắm, tại vì cũng có cái nhà nhà nước cho, tình thương cho. Dạ. Cũng không, ổng không có anh em gì sao? Ổng cũng khổ lắm, anh em cũng là muốn đủ nuôi con vợ. Dạ.
Nay thấy Thiên nè là nó ấy nha chị. Nay thấy là nó ấy hơn con hổm rồi nè. Nó này nó bụ bẩm hơn. Con hổm thấy hơi bị ấy, hơi bị mệt. Nó bệnh mấy ngày luôn. Dạ. Cái phòng ở đây thì nó hơi mắc, đúng là trả ngày thì mình trả hàng ngày, nhưng mà đúng là tính ra một tháng thì nó mắc hơn mấy cái chỗ trọ. Nếu mà chị ở đây mà chị xác định ở Sài Gòn mà lâu á, để đi làm để chăm sóc cho bé á, thì bắt buộc chị phải đi kiếm mấy cái phòng trọ. Có mà để giờ mình chưa có vốn. Đúng rồi, tại vì phòng trọ đó thì bắt buộc hầu như là thường người ta phải vô phải đóng một tháng tiền cọc nè. Rồi thêm đấy thì nó phải có 1,5 triệu. Chứ còn ở đây thì mình đóng hàng ngày thì nó đúng là có 80, nhưng mà tính ra 2,4 triệu thì nó mắc. Nói chung bây giờ mình mướn chỗ khác thì mình phải có tiền đóng vô. Cái tiệm mình đóng giữ, người ta lấy chân mình giữ một tháng rồi mình đóng vô một tháng, chừng nào mình không ở nữa người ta trả lại cho mình ấy. Thì đúng rồi, cái đó là ở Sài Gòn này thì bắt buộc mà. Phải bắt buộc rồi. Bây giờ mình chưa có gì hay là không có tiền mà sao mình muốn. Giờ mướn phòng 1,5 triệu là chị phải có trước 3 triệu. Đúng rồi. Thì đi vô là đưa một tháng trước cộng với một tháng tiền cọc, có chỗ 2 tháng luôn. Chỗ 1 tháng. Cũng gần ở đây, cũng có chỗ có 1 tháng thôi. Dạ. Cũng gần ở Bình Thạnh mình luôn rồi. Dạ. Có người giới thiệu mà kêu về hai bằng tay hai vợ chồng cũng có tiền mà mướn. Dạ. Đi kiếm đồng ra đồng vô nên là cũng có lo đóng phòng mua sửa mua tả cho cháu. Thì cũng có cái chị kia bà nói là tại vì thấy chị nói hai chồng mà cũng lâu quá không được ăn thèm bún á, thì chị nói để hôm nào á trời nắng á rồi chị em điện thoại cho chị, rồi cái lợi chị dẫn hai chồng đi ăn bữa. Dạ, nói chung là những cái người đó thì cũng hoàn cảnh cũng khó khăn, nhưng mà nó đỡ hơn chị khó khăn, nhưng mà kiểu người ta còn có đồng ra đồng vào, có cái việc làm. Có kiếm công chuyện, bây giờ muốn đi bán đi số phải có vốn thì mình cầu xin có vốn mình đi bán, vừa chi phí nói ha là mình có giấy chứng minh nhân dân được không chị? Có, ông xã có. Có sao mình không lại đằng đó mình thương lượng với cái chủ thử thôi. Không chờ có tiền liền. Nghĩa là có lại rồi. Có lại rồi mà có tiền liền. À, nghĩa là mình có thể là mình cầm giấy chứng minh dân cho người ta, mình lấy thiếu mình không cho. Không bây giờ lấy thiếu. Không có được thiếu, phải có vốn. Chừng nào mình không có vốn mình thu, còn có vốn thì nó đưa mình số đạt mình bán. Giờ chú ý có vốn bán thôi, chi phí ăn uống thì tới thì xin cơm. Có chi phí đóng tiền phòng với tiền mua sữa. Bây giờ chỉ cần tiền, trước mắt thì chỉ cần tiền phòng với cái tiền sữa cho thằng này thôi, chứ còn thuốc lai gai rồi, chứ còn cái tiền ăn thì tạm thời thì mình chưa có, thì ăn bằng cơm từ thiện thì cũng được. Tại vì ở đây thì cơm từ thiện nhiều. Nhiều, mình tối ra 6 giờ ra cái chỗ cầu á. Dạ. Mình thấy người ta ngồi, mình ngồi theo, bắt trước mình ngồi theo và mình xin. Dạ. Ta tới mình xin hai hộp, hai vợ chồng. Thường thường là 6 giờ có hả? 6, tối tối người ta đi làm, người ta hay nấu buổi tối, người ta đem cho á. Từ khi người ta cho bánh mì, khi cho cái gì cũng cho hết á. Dạ. Hôm nay nó khỏe, mấy bữa trò làm mất hồn, mất ngủ, khóc gì nó không. Quý vị khán giả thân mến, thì hôm nay thì trọng quay trở lại để thăm chị Hương với cháu Thiên. Thì cũng rất là mừng là cháu Thiên bữa nay thì đã không còn sốt như hôm bữa nữa, đỡ hơn, nhìn thấy là rất là bụ bẩm. Thì trọng có mang đến cho cháu Thiên mà một số bộ đồ để cháu Thiên có cái để thay ra thay vào. Thì hoàn cảnh của chị Hương á thì như mọi người cũng biết là rất là khó khăn. Hiện nay thì chị cũng chỉ muốn có một ít tiền để làm vốn để đi bán vé số thôi. Chứ hai mẹ con giờ là cứ hai bà cháu bây giờ là cứ ẩm nhau mà đi ra chợ, đi ra kiếm mấy mạnh thường quân á, xin một ngày trăm mấy để đóng tiền phòng thì 80 rồi. Còn thằng này thì nó còn uống sữa, còn mang tả nữa. Thì nói chung giờ không, hai chồng không có đồng bạc nào trong người hết. Hai chồng cũng phải lặn lội đi xin mọi người để đóng được cái tiền phòng hàng ngày.
thì hoàn cảnh của chị rất là khổ. Nếu mà các mạnh thường quân nào mà có lòng hảo tâm á, thì trọng sẽ để lại cái số điện thoại của chị Hương ở bên dưới cái phần mô tả. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp với chị Hương để đến thăm, tìm hiểu hoàn cảnh chị Hương. Nếu mà thật sự như vậy thì mọi người có thể là giúp đỡ cho chị Hương. Còn nếu mà mọi người tin tưởng trọng thì cứ là liên hệ với trọng Cà Mau, thì trọng sẽ trực tiếp đến để giúp đỡ cho chị Hương, để trao cho chị Hương. Còn nếu mà mọi người muốn tự đến thì trọng sẽ để lại cái địa chỉ và cái số điện thoại, rồi mọi người liên hệ trực tiếp với chị Hương. Rất là mong mọi người chúng ta cùng chung tay giúp đỡ. Chị Hương là quê ở miền Trung đó mọi người, thì mọi người cũng biết là hiện nay miền Trung là hoàn cảnh của bà con ở ngoài đó như thế nào rồi. Bây giờ chị ở trong này thì cũng không xong, mà về thì cũng không được, không phải làm sao nữa. Thì đây là một cái hoàn cảnh mà trọng thấy là rất là đáng để cho mọi người chúng ta giúp đỡ. Đây mọi người thấy cái chỗ ở của chị nè, nó rất là ẩm thấp mà nó tối tăm kinh khủng khiếp nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Trọng thì cũng không có nhiều á mọi người, nên là trọng xin phép là gửi cho chị 100 để hôm nay chị đóng tiền phòng với mua cho nhỏ hai hộp sữa nó uống. Thì với cho ít đồ vậy thôi, còn rất là mong mọi người xem và chia sẻ. Dạ. Cũng cảm ơn nhiều, có được mua rồi cho cháu túc mưa. Dạ. Em cũng sẽ gửi cái lời của chị, cái clip này cho cái người mà nó tặng cho mình đồ á. Thì em cũng rất là mong mà sẽ có ai đó là xem được cái clip này, rồi xong người ta sẽ tìm đến chị để tìm hiểu hoàn cảnh, rồi có thể là giúp đỡ cho anh chị vượt qua được khó khăn để nuôi cháu ngoại. Tại vì bây giờ mọi người ơi, chị có đứa con mà giờ là cái clip trước em quên hỏi chị là chị có mấy người con? Có mình. À có mình bé Tâm thôi đúng không? Chị có một mình bé Tâm thôi. Đó mọi người thấy không, chị Hương á là cũng có mình bé Tâm à. Mà giờ nó vô hoàn cảnh éo le như thế này, khổ càng thêm khổ. Con thì không biết đi về phương trời nào rồi, còn cháu thì không có mẹ mà lại bệnh hoạn suốt thế này. Còn vợ chồng chị thì cũng chỉ có đi làm mướn ở ngoài quê thôi, còn bây giờ vô đây thì không có đồng nào trong người nữa rồi. Khổ lắm mọi người ơi. Hãy chia sẻ, hãy cùng nhau chia sẻ cái clip này để có ai đó để giúp đỡ cho chị Hương để vượt qua được khó khăn. Trọng rất là cảm ơn tất cả mọi người.